Xin chào mọi người, đây là hình ảnh của chị Trúc đến với thẩm mỹ quốc tế Bali để sử dụng dịch vụ giảm béo Invisalign. Và mọi người hãy cùng xem cái hình ảnh của chị Trúc này. Phần mỡ bụng rất là dày và vòng eo rất là to. Và chị Trúc thì đã sinh mổ 2 lần nên chị rất ngại cái việc sử dụng dao kéo khi mà giảm béo. Thế nên chị đã lựa chọn cái dịch vụ Invisalign để không phải xâm lấn và không phải dao kéo nữa. Và mọi người sẽ cùng xem hình ảnh của chị Trúc nhá. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhá. Chị Trúc ơi, em chào chị ạ. Chị ơi, thì không biết là tại sao chị đến với Bali để làm dịch vụ giảm béo Invisalign ạ? Chị đến với Bali là chị quan tâm đến cái dịch vụ giảm béo ấy. Vì chị cũng được bạn giới thiệu, đấy là chị cũng tìm hiểu qua Facebook và các mạng xã hội, thì chị thấy Bali là một cái thẩm mỹ viện là chuyên về cái giảm béo có hiệu quả đấy. Và chị tin tưởng vào Bali vì nên thành chị có ghé qua đây để làm lịch trình. Vâng, không biết là cái trước đây tình trạng mỡ bụng của chị như thế nào, mà chị đã từng sử dụng cái phương pháp làm cân gì để giảm béo chưa? Sau đấy mới quyết định đến sử dụng cái biện pháp và sử dụng công nghệ cao hả chị? Trước đây thì chị có nghĩ đến cái phần giảm béo, đấy là chị giảm ăn với tập thể dục với các thứ, nhưng mà cái hiệu quả không có ấy. Nên bạn bè chị cũng có một số bạn là đi cắt mỡ bụng ấy, nhưng mà chị thì nói thật là chị rất là non gan, chị cũng dám làm việc đấy. Thế đến khi chị tìm hiểu ở bên Bali mình có cái phương pháp giảm mỡ mà chỉ là tích mỡ đào thải qua tuyến mồ hôi ấy, thì đấy chị thấy thế là cái đấy nó không đau, cũng không ảnh hưởng gì, nên chị có qua đây và thử làm xem như nào. Chị cứ yên tâm là cái dịch vụ giảm béo Invisalign tại Bali thì nó sẽ tương đương với cái việc mà mình sử dụng dao kéo khi mà phẫu thuật cắt mỡ các thứ, nhưng mà nó sẽ an toàn hơn bởi vì nó không xâm lấn gì đến mình chị ạ. Và bác sĩ ơi, thì bác sĩ có thể phân tích một chút về cái tình trạng mỡ bụng của chị Trúc không ạ? Chị Trúc thì tình trạng mỡ của chị Trúc là khá là dày, và chị đã qua 2 lần mổ để sinh rồi, nên là cái phần mô mỡ ở phần dưới như này nó sẽ rất là rất là cứng. Hôm nay chị Trúc sử dụng cái công nghệ Invisalign này, thì là mình sẽ đưa những chất vào để nó phá hủy mô mỡ. Cái công nghệ này nó sẽ giúp mình đào thải những cái mô mỡ lâu năm, mô mỡ cứng đầu và những cái mỡ nội tạng, nên là nó rất an toàn. Cái công nghệ này thì giúp khách hàng là mình sẽ đào thải qua tuyến mồ hôi và nước tiểu. Đến chị Trúc yên tâm chị Trúc nhá. Vâng, mọi người hãy cùng xem lại cái hình ảnh của chị Trúc trước khi mà làm giảm béo tại Bali, và có thể thấy là cái mỡ của chị Trúc rất là dày, và mọi người hãy cùng xem tiếp những video tiếp theo để thấy cái quá trình giảm cân của chị Trúc nhá. Xin cảm ơn ạ. Và mọi thắc mắc thì có thể gọi điện đến số hotline được 0386463463 để được tư vấn trực tiếp về dịch vụ giảm béo Invisalign tại Bali nhá. Xin cảm ơn.